Rồi, khu mình trống luôn bà con ơi, có quần kìa. Có quần, có quần, có quần, có quần, có quần, có quần, có quần. Ngũ độc đào hoa, ngũ độc đào hoa với trường ca dưới nè. Tim không treo. Tôi mặc quần. Vậy đâu, vậy đâu? Vậy đâu, vậy đâu? Ở dưới là ngũ độc. Xuống dưới đây, xuống dưới đây, xuống 19 đây, xuống. Xuống 19, xuống 19. Hỏi lên sinh nhân à. Ok. Tôi đang bắn ở trên nè, tôi đang bắn ở trên nè. Ủa chị mà chạy được ta, rồi xong rồi đó. Tôi thiếu 2 xu, tôi thiếu 2 xu, tôi thiếu 2 xu. Rồi đủ rồi, 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 đủ rồi. Rồi rồi, tôi có bí kíp hồi máu rồi nha anh em. Về anh em ơi, tim dài lắm, mộng lắm anh em à. Có ai không anh em? Như đang mở cái rương nha. Ở dưới là ngũ độc, đào hoa với trường ca 19 á. Ơ nó lên kìa, neo long tước lên kìa. Ở sao kéo người hai ba phía anh em ơi. Cẩn thận. Chết con. Cẩn thận. Chạy đi. Từ từ. Trên có long tước, từ từ để tôi đuổi long trước nha, tôi đuổi long trước cho. Rồi nó chết rồi đó anh em. Để tôi chạy xuống tôi xem tình hình lại cái nha, hai mở cái rương cái đã rồi xuống. Nãy là một con quyền thủy chết. Dưới trống nha, có thể về lại được rồi anh em ơi. Ổn 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 ổn. Chuẩn bị ảo tưởng nè bà con ơi. Ôi không có ảo tưởng đây, mừng quá. Tự nhiên có ảo tưởng 6 nha. Đánh này hồi máu luôn. Lắc ta. Có gì ăn không bà con, quên. Tôi mở rương cho. Nãy giờ mới mua được một quỷ mấy kiếp mà chưa mua ngựa nữa. Quỷ mới. Né chậm, có giá, mình kêu. Rồi, cua hồi cũng được khỏe rồi đó. Có bay ít là khô máu được rồi. Dạ. Ăn đi cua. Nhanh nhanh lên cái nữa, nhanh nhanh lên mua con ngựa luôn rồi cứ xuống cái đem nó quánh lại. Rồi. Quang đi cua, máu máu mới rồi kìa cua ơi. Có kháng kìa, có kháng kìa. Từ để tôi giết. Rồi bắt chón từ lẹt mẹ. Ủa nó chạy được à? Kệ nó có trứng. Còn 16 tim lên ăn tinh anh, lên ăn em ơi. Biến khó chịu ghê không? Coi như mình đã có được cái vé gửi xe. Nãy là ảo tưởng không sáu. Có đồ không?
Không mà không ở rương hả anh em? Nó bị khống chế nè anh em ơi, nó bị chón anh em ơi. Tôi sợ con bé nó cắn hả giống vậy. Rồi nó chết rồi. Bé cũng hổ báo quá ha. Nó khè nó chạy mất tích rồi. Ủa vậy mà không chón hết ta. Ôi bắn trượt hết trơn anh em ơi. Cái thì chứ gọi nó chết chắc rồi. Chiến lần 3 của ông Nô đã kết thúc nó. Rồi hết giờ chúng ta nhai còn quyển. Trời ơi, đừng có thần cơ hay là tiêu dao nha, ngán lắm luôn á. Hàng kiếm, đoàn thị, trường ca, thiếu lâm. Cái con nhai nó mong manh dễ vỡ dữ lắm, chắc nhai sẽ ưu tiên cường hóa quá. Ai đâu bà con? Ủa, anh em gì mẫu bà? Anh em thấy cái team, cái team thấy gớm mà vẫn quýnh hô báo kìa anh em. Chưa. Thằng kiếm kìa, thằng kiếm kìa, tôi đang bị định, tôi đang bị định rồi. Ủa ngũ độc nó rút độc chết luôn kìa. Không chế ngũ độc anh em ơi. Ủa lại bị định thân của con gì nữa ta. Ngũ độc kìa. Tôi mất 7S, tôi mất 7S rồi nha. Tôi từ từ. Rồi tôi hồi được miếng máu rồi, tôi mất 7S luôn rồi. Tôi mất 7S rồi. Nga Mỹ bên khu chính á. Ok. Tôi nghĩ tụi nó sẽ lên khu 25-24 anh em. Đây, ôi không chạy luôn, chết chắc luôn rồi. Tôi qua thương nhân cái nha, Chết cha, tự nhiên muốn quyển bí kíp thiếu xu. Rồi. Anh em ăn đi. Ủa nhai à? Chết rồi anh em ơi. Thì tôi chết xuống dưới cái. Có tim. Có thần cơ đó nha, Chạy đi anh em chạy đi. Thần cơ nó bị tôi bắn gần chết mà. Được, dương môn nó đeo lại ghê quá. Cái bang nha, có cái bang lên nha. Cái bang chạy về 4 rồi. Có chừng hết quần nha cô. Rồi một thằng. Tôi bị chón. Rồi chết tôi rồi anh em ơi, Trời ơi. Sống rồi, hên là có anh em vô cứu tôi, chúng thôi là tôi lên bàn thờ rồi. Mừng hết lớn luôn bà con ơi. Dương môn chết rồi. Dương môn chết tôi mới chạy được đó chứ. Từ từ kiếm đám lính cho tôi hồi máu cái. Có chỗ nào có hai ba con lính không?
máu kìa. Máu giữ ăn máu. Rồi, cua ăn máu, cua ăn máu. Từ cho tôi gom lính lại cái anh em. Ồ, tôi đầy máu lại rồi. Ồ, nó quýnh tôi một cái hú hồn con chồn. Để đến nơi kia anh em ơi. Hay quá. Cô cua hồi máu đi, cua hồi máu đi, để nhai, cua hồi máu đi. Một cái pha đó mà anh em không quay lại cứu tôi là tôi chết luôn á, thiệt á. Thề luôn. Bỏ luôn rồi đó. Bỏ đó, bỏ đó. Để tôi chết bớt cái. Ông nhai ông giả bộ quá. Bớt còn nguyên nha. Cái đó nha, nha gán đánh tại vì nha thấy nha còn máu mà lúc má bị khống chế là cái không chạy được. Ừ, ăn boss đi anh em ơi, ăn boss đi anh em thiệt á. Vũ chó vô bơm tôi kìa. Cô bắn tầm xa đi cô bắn tầm xa đi cô ơi. Cô bắn tầm xa đi cô. Chạy nhanh kìa. Tôi chạy đi. Thôi để ngồi đi. Rồi cầu trời viên đá hồi sinh cho mình anh em ơi, quánh chắc kèo ơi. Một bao xíu ơi. Nãy giờ cầm con này mà đó, mình có đá hồi sinh nha. Ôi nó chạy rồi anh em ơi. Ôi tịt nhai lỡ ăn rồi, nhai lỡ ăn rồi. Chuyện kè Thiếu Lâm bên chính á. Này Thiếu Lâm chạy xuống 8 chết nè. Ở Việt Nam phải chết boss chứ ta. Nhẹ cái rừng. Có gì nhai sẽ bảo kê hết hồn luôn. Nhai bảo kê hết hồn cho anh em xem nè. Rồi tôi chỉ xin hai quyển tăng bí kíp thôi nha. Rồi cái phục ma thật nữa là đâu. Rồi đó xong rồi đó. Để tôi với anh em ơi, sao con này không búp chiêu nó chạy chậm ghê thiệt. Tôi đang bị định cứng ngắc luôn rồi nè anh em ơi, bắn nè. Trường ca để tôi. Rồi trường ca chết nha. Rồi cua vậy cũng lém được mạng trường ca nó hay vậy. Không dám đâu, tôi đứng cứng ngắc luôn á. Thần cơ, thần ý, hoa sơn dưới nè anh em ơi, hoa sơn dưới nè. Hoa sơn treo rồi, thôi tôi xử nó luôn cho. Tưởng đâu nó cầm tay. Rồi nó chết luôn rồi. Ôi kìa. Hello nha, chào anh em đang xem live nha anh em ơi. Chào anh em Mạnh Dương nha. Hãy chào Vinh Trần nha. Ôi ông nô ông cầm mấy phái độc độc vậy mà ghê thật.